Kính chào và cảm ơn quý vị khán giả đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thừa Thiên Huế. Chương trình trưa nay thứ bảy ngày 31 tháng 7, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị những nội dung chính sau đây. Bộ Giáo dục và Đào tạo quyết định lùi thời gian điều chỉnh nguyện vọng và xét tuyển đại học 2021. Thừa Thiên Huế triển khai tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 đợt 3 với 42.750 liều cho các đối tượng ưu tiên. Đã có hai cơ sở lưu trú đầu tiên được các ngành chức năng thẩm định sẵn sàng đón khách, đó là khách sạn Mondrian và khách sạn nghỉ dưỡng Senensi, ghi nhận của phóng viên thời sự về công tác chuẩn bị. Tối qua, Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 của Thừa Thiên Huế có thông báo về 4 ca bệnh COVID-19 mới ghi nhận trên địa bàn. Đáng chú ý là đã xuất hiện ca dương tính đầu tiên di chuyển bằng máy bay từ thành phố Hồ Chí Minh về Huế. Đó là ca bệnh 138-188, sinh năm 2019, trú tại xã Vĩnh Hà, huyện Phú Vang. Ngày 26 tháng 7, bệnh nhân đi cùng mẹ trên chuyến bay VJ302, ghế 4E và 4F từ thành phố Hồ Chí Minh đến Thừa Thiên Huế. Chuyến bay đưa công dân về quê do tỉnh tổ chức. Khi đến sân bay Phú Bài được khai báo và thực hiện cách ly tập trung. Cả các bệnh còn lại gồm 138-149, 138-199, 138-201 đều về quê từ thành phố Hồ Chí Minh bằng tàu hỏa và ô tô. Các bệnh 138-149, sinh năm 2014, trú tại xã Phong Sơn, huyện Phong Điền, đi tàu SE8 đến ga Huế và cách ly tập trung, sau đó có kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Cả các bệnh 138-199, sinh năm 2000, trú tại xã Quảng Ngàn, huyện Quảng Điền, 138-201, sinh năm 1967, trú tại xã Vĩnh Hà, huyện Phú Vang, cùng trở về quê từ thành phố Hồ Chí Minh bằng ô tô. Khi đến chỗ kiểm tra y tế Lăng Cô Phú Lộc khai báo, được cách ly y tế và lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Thừa Thiên Huế đề nghị tất cả người dân trên địa bàn thường xuyên khai báo y tế và quét mã QR tại các điểm đến, đồng thời kêu gọi người dân không tự ý về địa phương bằng các phương tiện tự túc. Vì điều này vi phạm nguyên tắc phòng chống dịch bệnh, áp lực công tác cách ly do hầu hết cả khu cách ly của tỉnh đều quá tải, nguy cơ lây lan dịch bệnh trên diện rộng là hiện hữu. Người dân Thừa Thiên Huế đang sinh sống tại các địa phương có dịch hãy bình tĩnh, phối hợp với chính quyền địa phương nơi đang cư trú để đẩy lùi dịch bệnh. Tỉnh Thừa Thiên Huế sẽ tìm mọi cách để tổ chức đưa những người yếu thế có thể trở về an toàn. Như vậy là tỉnh tổng từ ngày 29 tháng 4 đến nay, toàn tỉnh có 34 trường hợp bệnh nhân dương tính với COVID-19, trong đó 5 trường hợp đã điều trị khỏi bệnh, 29 trường hợp đang cách ly điều trị. F1 đang cách ly 130, tổng từ ngày 29 tháng 4 đến nay 944. F2 đang cách ly 345, tổng từ ngày 29 tháng 4 đến nay 7.960. Các trường hợp đang cách ly tại cả cơ sở cách ly tập trung và nơi lưu trú 9.321 người, trong đó cách ly y tế tập trung 8.413 người. Tổng số người qua chốt kiểm tra trong ngày 30 tháng 7, 5.037 người, trong đó người đến từ tỉnh thành phố có dịch 3.085 người, riêng thành phố Hồ Chí Minh là 1.068 người. Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đồng ý đề xuất của Bộ Tài chính về bổ sung các giải pháp hỗ trợ tiếp theo cho người dân doanh nghiệp chịu tác động của dịch COVID-19. Phó Thủ tướng Lê Minh Khái giao Bộ Tài chính chủ trì cùng Bộ Tư pháp và các cơ quan liên quan hoàn thiện đề xuất hỗ trợ theo trình tự thủ tục rút gọn trình Thủ tướng trước ngày 10 tháng 8 để xem xét quyết định. Lãnh đạo Chính phủ lưu ý, gói hỗ trợ mới cần được xây dựng trên cơ sở ra soát đánh giá kỹ các giải pháp hỗ trợ đã thực hiện nhằm điều chỉnh bổ sung sát thực tế, hiệu quả và kịp thời hơn. Các bộ cơ quan liên quan có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với Bộ Tài chính để triển khai đảm bảo thời hạn, chất lượng. Để đảm bảo quyền lợi cho thí sinh trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông vừa được tổ chức thành hai đợt, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã quyết định lùi thời gian điều chỉnh nguyện vọng và xét tuyển đại học năm 2021. Cụ thể, thí sinh gửi hồ sơ và xác nhận nhập học trước 17 giờ ngày 22 tháng 8 với thí sinh thi đợt 1 và ngày 3 tháng 9 với thí sinh thi đợt 2. Các trường sẽ cập nhật kết quả sơ tuyển, kết quả thi đánh giá năng lực chuyên biệt vào cơ sở dữ liệu quốc gia trước ngày 10 tháng 8. Công bố mức điểm chuẩn nhận hồ sơ xét tuyển trước 17 giờ ngày 28 tháng 8. Điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển từ ngày 29 tháng 8 đến ngày 5 tháng 9. Công bố kết quả xét tuyển đợt 1 trước 17 giờ ngày 16 tháng 9. Bộ Công Thương vừa có công văn hỏa tốc gửi Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố đề nghị ưu tiên tiêm vaccine cho một số đối tượng. Theo đó, đề nghị các tỉnh, thành phố bổ sung đối tượng lao động trong các ngành vận tải và logistics, đặc biệt là lái xe, phụ xe vận tải liên tỉnh, đội ngũ lao động tại các cảng biển, cửa khẩu là đối tượng ưu tiên tiêm vaccine như lực lượng tuyến đầu chống dịch. Theo lãnh đạo Bộ, việc ưu tiên tiêm vaccine cho các đối tượng này sẽ đảm bảo lưu thông hàng hóa được thông suốt, tránh đứt gãy chuỗi cung ứng phục vụ sản xuất.
Bắt đầu từ ngày 30 tháng 7, tỉnh Thừa Thiên Huế triển khai tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 đợt 3 với 42.750 liều cho các đối tượng ưu tiên. Trong đợt này, Thừa Thiên Huế dự kiến nhận 42.750 liều, trong đó 38.730 liều cho các đơn vị trực thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế, 6.000 liều AstraZeneca, 5.850 liều vaccine Pfizer và 26.880 liều vaccine Moderna và 4.020 liều cho Bệnh viện Trung ương Huế, 2.340 liều vaccine Pfizer và 1.680 liều vaccine Moderna. Tỉnh Thừa Thiên Huế tiếp tục đảm bảo tiêm chủng các nhóm đối tượng ưu tiên và miễn phí theo nghị quyết số 21 NQCP ngày 26 tháng 2 năm 2021 của Chính phủ theo thứ tự ưu tiên. Đối với người đã tiêm mũi 1 AstraZeneca trong đợt 1, đợt 2 thì triển khai tiêm mũi 2 AstraZeneca. Đối với người chưa được tiêm vaccine phòng COVID-19 trong đợt 1, đợt 2 thì triển khai tiêm mũi 1 và mũi 2 vaccine Comirnaty Pfizer-BioNTech hoặc vaccine Spikevax Moderna. Trong số các nhóm ưu tiên được tiêm mũi 1 trong đợt 3 này, tỉnh Thừa Thiên Huế ưu tiên các đối tượng, nhóm mắc bệnh mãn tính, người trên 65 tuổi, người tham gia phòng chống dịch và y tế trong và ngoài công lập chưa tiêm mũi 1, người cung cấp dịch vụ thiết yếu như vận tải, du lịch, dịch vụ, điện nước và đội ngũ giáo viên mầm non. Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long vừa có quyết định thành lập Trung tâm Hồi sức tích cực người bệnh COVID-19 trực thuộc Bệnh viện Trung ương Huế tại thành phố Hồ Chí Minh. Theo đó, Trung tâm Hồi sức COVID-19 Bệnh viện Trung ương Huế đặt tại số 2, đường Trường Chinh, phường Tây Thành, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh, có quy mô 500 giường bệnh. Trung tâm là tuyến cuối trong bậc thang điều trị người bệnh COVID-19 tại thành phố Hồ Chí Minh, có chức năng tổ chức thu dung, cấp cứu, điều trị người bệnh COVID-19 nặng, nguy kịch và hỗ trợ chuyên môn kỹ thuật trong cấp cứu, hồi sức tích cực và điều trị bệnh nhân cho cả cơ sở thu dung, điều trị chăm sóc người bệnh nhiễm SARS-CoV-2 thuộc khu vực được phân công. Tại quyết định này, Bộ Y tế cũng giao Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế huy động nguồn nhân lực y tế, cơ sở vật chất của Bệnh viện Trung ương Huế, Bệnh viện C Đà Nẵng và một số bệnh viện khác trong khu vực miền Trung, cùng với các nguồn hợp pháp khác để thực hiện nhiệm vụ được giao, tổ chức thu dung cấp cứu điều trị bệnh nhân do cả cơ sở y tế chuyển đến trung tâm, đảm bảo kịp thời, an toàn, hiệu quả, tuân thủ theo hướng dẫn về chuyên môn của Bộ Y tế. Nhằm đáp ứng nhu cầu cách ly có thu phí của người dân từ các tỉnh thành phía Nam về Thừa Thiên Huế, Ủy ban Nhân dân tỉnh, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh cho phép cả khách sạn, cơ sở lưu trú trên địa bàn tham gia cách ly đúng theo cả quy định phòng chống dịch. Đến thời điểm này, đã có 2 cơ sở lưu trú đầu tiên được các ngành chức năng thẩm định sẵn sàng đón khách, đó là khách sạn Mondrian và khách sạn nghỉ dưỡng Sun Nancy. Ghi nhận của phóng viên thời sự về công tác chuẩn bị. Khách sạn Mondrian tại 17 Nguyễn Huệ, phường Vĩnh Ninh, thành phố Huế gồm 90 phòng nghỉ, 150 người. Là một trong 2 khách sạn đầu tiên được Sở Du lịch tỉnh chọn làm khu cách ly thu phí tự nguyện những người về từ vùng dịch. Đến nay, khách sạn đã chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất, đội ngũ nhân viên phục vụ. Khách sạn còn được ngành y tế, CDC tỉnh hướng dẫn về quy trình phục vụ, cách tự bảo vệ, bảo hộ cho nhân viên khi phục vụ người cách ly, cũng như các điều kiện để đảm bảo khu cách ly an toàn cho khách. Đồng thời, khách sạn cũng đã niêm yết giá các dịch vụ rõ ràng phù hợp. Đến nay, cả công tác phối hợp chuẩn bị cơ bản hoàn tất. Thực hiện các cái yêu cầu và cái chỉ đạo của các cấp thì chúng tôi về phía khách sạn đã chuẩn bị cơ sở, các cái điều kiện về cơ sở vật chất, để điều kiện để đảm bảo đáp ứng yêu cầu phục vụ. Trước hết là về vấn đề phòng, hai nữa là về đội ngũ nhân viên, và cái thứ ba nữa là thực hiện về những cái tập trung đảm bảo các cái nguyên tắc trong quá trình phục vụ, để làm sao mà đảm bảo yêu cầu tối đa nhất là phục vụ khách hài lòng nhất có thể. Bên cạnh đó thì cũng làm sao mà để hạn chế nhất là đối với nhân viên tiếp xúc với các cái điều kiện của khách. Đến nay, ngành du lịch tỉnh đã khảo sát 9 cơ sở lưu trú chất lượng cao và đã thẩm định 2 khách sạn đầu tiên để đưa vào kích hoạt đón người dân có nhu cầu cách ly tập trung có thu phí là khách sạn Mondrian tại phường Vĩnh Ninh và khách sạn Sun Nancy tại phường Thuận An, thành phố Huế với tổng số gần 130 phòng, có thể đón và phục vụ cho khoảng 220 người. Cùng với việc đảm bảo an toàn cho đội ngũ nhân viên phục vụ và người được cách ly, cả khách sạn còn cần sự hỗ trợ phối hợp của chính quyền, ngành y tế địa phương, cũng như sự chỉ đạo, kiểm tra, giám sát kịp thời của Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh, các sở ngành liên quan. Những cơ quan chuyên môn, đặc biệt là y tế, công an, bộ đội, có những cái hỗ trợ cho đơn vị để hoàn thành nhiệm vụ này. Những cái trường hợp ví dụ có những cái yếu tố dịch tễ thì
mong muốn CDC, bên y tế hỗ trợ kịp thời để đưa những bệnh nhân đi điều trị kịp thời để đảm bảo sức khỏe cho bệnh nhân và yên tâm cho những phòng ở xung quanh. Chúng tôi cũng đang phối hợp với Sở Y tế, với Ủy ban thành phố Huế, các cơ quan chức năng để cùng triển khai những thủ tục, những quy trình đón tiếp là theo dõi, phối hợp theo dõi về y tế đối với những đối tượng cách ly theo cái dịch vụ có thu phí. Đến nay, công tác chuẩn bị của hai khách sạn cách ly có thu phí tự nguyện đã sẵn sàng đón khách. Người dân có thể đăng ký trực tuyến qua ứng dụng Huế S tại chức năng chống dịch bệnh, đăng ký cách ly có phí hoặc tương tác thuthienhue.gov.vn / cách ly dịch vụ. Các mức phí dịch vụ cũng đã được niêm yết rõ ràng để người dân tham khảo lựa chọn. Được biết, đến ngày 30 tháng 7, đã có gần 290 người đăng ký dịch vụ. Các ngành liên quan và cả khách sạn sẵn sàng tổ chức để tiếp nhận. Tiếp tục với những thông tin khác. Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa ban hành kế hoạch số 250 nhằm duy trì và nâng cao chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công của tỉnh năm 2021. Kế hoạch nhằm phát huy sự tham gia của mọi tầng lớp nhân dân vào quá trình xây dựng, thực thi và giám sát việc thực thi chính sách, nâng cao chất lượng điều hành, quản trị và hành chính công của bộ máy chính quyền cả cấp từ tỉnh đến cơ sở, xây dựng nền hành chính minh bạch, liêm chính, hiệu lực hiệu quả, chuyên nghiệp thống nhất, nâng cao chất lượng phục vụ và uy tín của chính quyền cả cấp đối với nhân dân. Tập trung thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp để nâng cao điểm cả 8 nội dung đánh giá của PAPI, phấn đấu nâng điểm 8 chỉ số năm 2021 cao hơn năm 2020, đưa tỉnh Thừa Thiên Huế vào nhóm dẫn đầu cả nước. Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan nhà nước, trách nhiệm của mỗi cán bộ công chức viên chức và nhân dân trong nỗ lực nâng điểm chỉ số PAPI của tỉnh. Phấn đấu nâng điểm chỉ số PAPI năm 2021 cao hơn các năm trước, nằm trong nhóm 10 địa phương dẫn đầu cả nước. Để cải thiện hiệu quả phục vụ nhân dân của chính quyền địa phương, nâng cao tinh thần phục vụ nhân dân, tăng cường công khai minh bạch và nâng cao chỉ số PAPI năm 2021 của tỉnh, Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị các sở ban ngành, Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và Ủy ban Nhân dân các xã, phường, thị trấn thực hiện các nhiệm vụ giải pháp đối với các nội dung tham gia của người dân ở cấp cơ sở, công khai minh bạch, nâng cao trách nhiệm giải trình với người dân, kiểm soát tham nhũng trong khu vực công, thủ tục hành chính công, cung ứng dịch vụ công, quản trị môi trường, quản trị điện tử. Hội đồng Nhân dân huyện Phú Lộc vừa tiến hành kỳ họp thứ 2 nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm và xác định các nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021. Theo báo cáo của Ủy ban Nhân dân huyện, trong 6 tháng đầu năm, tổng đầu tư toàn xã hội 3.383 tỷ đồng, đạt hơn 48% kế hoạch, giá trị sản xuất ngành dịch vụ hơn 8.000 tỷ đồng, tăng 13,5% so với cùng kỳ. Huyện đã tổ chức ra soát xây dựng danh mục dự án kêu gọi đầu tư và được Ủy ban Nhân dân tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư 9 dự án với tổng vốn dự kiến 700 tỷ đồng. Về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 6 tháng cuối năm, huyện Phú Lộc triển khai thực hiện có hiệu quả mục tiêu kép vừa phòng chống dịch, vừa phục hồi phát triển kinh tế, tăng cường quảng bá kêu gọi đầu tư vào lĩnh vực dịch vụ du lịch, phát triển thị trường dịch vụ biển suối, hỗ trợ các ngành chế biến thủy sản, nông sản, thực phẩm, chế biến gỗ, các mô hình phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị, sản xuất nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ, xây dựng các biện pháp giảm nhẹ thiên tai, phòng chống lụt bão, đẩy mạnh xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia, phấn đấu đến cuối năm 2021, toàn huyện có 38 trên 67 trường đạt chuẩn quốc gia, đạt tỷ lệ 56,7%. Theo chương trình, tại kỳ họp lần này, các đại biểu thảo luận và thông qua 9 nghị quyết liên quan đến cho vay, hỗ trợ việc làm, xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia, quy hoạch chung đô thị mới Vinh Hưng, điều chỉnh quy hoạch chung thị trấn Phú Lộc, phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025. Ban quản lý dự án hỗ trợ người khuyết tật tổ chức hội nghị tổng kết dự án tăng cường cơ hội và nâng cao vị thế cho người khuyết tật tỉnh giai đoạn 2018-2021. Dự án tăng cường cơ hội nâng cao vị thế cho người khuyết tật giai đoạn 2018-2021 hướng đến tăng cường thực thi chính sách về khuyết tật, hỗ trợ nâng cao vị thế và cơ hội cho người khuyết tật, trong đó tập trung đảm bảo điều kiện tiếp cận và chăm sóc sức khỏe. Tại Thừa Thiên Huế, dự án tập trung nâng cao năng lực cho các cơ quan tổ chức chuyên môn, đồng thời thực thi các chính sách hỗ trợ người khuyết tật tại địa phương. Thông qua các hoạt động dự án, người khuyết tật và gia đình của họ đã có những kiến thức kỹ năng về chăm sóc sức khỏe, sống độc lập, tự tin hơn.
Về cơ sở vật chất, qua dự án, nhiều tuyến đường công trình công cộng đã có đường tiếp cận cho xe lăn, đường kẻ vạch cho người khiếm thị. Các cấp chính quyền địa phương đã tiến hành cải tạo, tiếp cận tại 14 công trình công cộng cấp xã, phường trên địa bàn. Trong hội nghị tổng kết, Ban quản lý dự án cũng đề xuất nhiều kiến nghị đến Ủy ban Nhân dân tỉnh để hỗ trợ nhiều hơn cho người khuyết tật trong thời gian sắp tới. Trong đó quan trọng là đề xuất tiếp nhận các nguồn tài trợ, tăng cường đầu tư nguồn lực để thực hiện có hiệu quả công tác trợ giúp người khuyết tật. Theo đánh giá hiện trạng môi trường trên địa bàn tỉnh của Sở Tài nguyên và Môi trường, chỉ số chất lượng nước VKQI trong năm 2020 và các tháng đầu năm 2021 tại hầu hết các điểm quan trắc tốt hơn so với các năm 2018 và 2019. Kết quả quan trắc những tháng đầu năm 2021 trên các sông hồ cho thấy có gần 76% tại các điểm quan trắc có giá trị VKQI đạt mức tốt đến rất tốt, phù hợp với mục đích cấp nước sinh hoạt. 21% tại các điểm quan trắc có giá trị VKQI đạt mức trung bình, phù hợp với mục đích tưới tiêu và các mục đích tương đương khác. 3% tại các điểm quan trắc có giá trị VKQI đạt mức kém, sử dụng cho giao thông đường thủy và các mục đích tương đương khác. Cũng theo đánh giá của Sở Tài nguyên và Môi trường, nước sông Hương vẫn sạch. Các điểm quan trắc nước sông Hương đều có chỉ số VKQI dao động từ 92 đến 96, khoảng giá trị VKQI đánh giá chất lượng nước rất tốt. Đối với các điểm thượng nguồn có thể sử dụng tốt cho mục đích cấp nước sinh hoạt. Các điểm hạ nguồn có thể sử dụng tốt cho mục đích cấp nước sinh hoạt nhưng cần các biện pháp xử lý phù hợp. Nhất là trong 2 năm gần đây, chỉ số chất lượng nước trung bình của các điểm quan trắc sông Hương ổn định và tốt hơn hẳn so với chỉ số chất lượng nước trong năm 2018 và 2019. Các chi lưu sông Hương và Hồ Thanh Hào như An Cửu, Đông Ba, Bạch Yến, Kẻ Vàng, Lời Nông, Như Ý, Cửa Thường Tử, Ngư Hà có chỉ số chất lượng nước đạt mức khá và trung bình qua các đợt quan trắc. Trong 3 ngày từ ngày 28 đến ngày 30 tháng 7, huyện Quảng Điền tổ chức thành công cuộc diễn tập khu vực phòng thủ huyện và diễn tập chiến đấu phòng thủ các xã thị trấn năm 2021. Thông qua cuộc diễn tập lớn lần này, năng lực lãnh đạo của cấp ủy đảng, sự quản lý điều hành của chính quyền và vai trò tham mưu của cả cơ quan ban ngành địa phương trong chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu được nâng lên rõ rệt. Diễn tập khu vực phòng thủ huyện Quảng Điền năm 2021 là cuộc diễn tập có quy mô lớn, gồm cấp huyện và cấp xã thị trấn. Nội dung diễn tập gồm nhiều công việc như vận hành cơ chế, thực hành cơ động ra khu căn cứ chiến đấu, thực binh đánh địch đổ bộ đường biển và đánh địch tiến công vào làng. Cuộc diễn tập diễn ra trong điều kiện thời tiết nắng nóng khắc nghiệt, tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp. Cùng lúc huy động nhiều lực lượng phương tiện cùng tham gia, nội dung diễn ra cả ban ngày và ban đêm, điều kiện cơ sở vật chất giải chiến thiếu thốn. Do đó, để hoàn thành tốt nhiệm vụ đặt ra, cấp ủy chính quyền các ban ngành đoàn thể địa phương đã nêu cao quyết tâm, tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ diễn tập hết sức chú đáo, đảm bảo diễn tập đạt kết quả cao nhất. Đặc biệt, vai trò tham mưu của quân đội, công an và các cơ quan ban ngành trong huyện đã thể hiện rõ nét. Có thể nói rằng để chuẩn bị tốt công tác chuẩn bị diễn tập khu vực phòng thủ lần này, ngay từ đầu chúng tôi đã tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện ủy, Ban chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ cấp huyện làm tốt mọi công tác chuẩn bị, đặc biệt là khâu văn kiện cho đến lực lượng điều động lực lượng thực binh. Trong đó đã điều động hàng trăm ngày công tham gia xây dựng công sự trên địa, tổ chức thực hiện các cái nhiệm vụ, trong đó tập trung luyện tập từ khâu huấn luyện thực hành cho đến luyện tập thành thạo các kỹ năng kỹ thuật động tác, phối hợp nhịp nhàng giữa các quân binh chủng. Trong quá trình diễn tập, các thành phần tham gia đã khắc phục khó khăn, nêu cao quyết tâm, hoàn thành tổ các nội dung đề ra. Đặc biệt, phần thực hành cơ chế đã thể hiện đúng nguyên tắc đảng lãnh đạo, chính quyền quản lý điều hành, cả ban ngành đoàn thể làm tham mưu, thể hiện rõ nhất là trong các hội nghị của Ban Thường vụ Huyện ủy, Hội nghị Đảng ủy Quân sự huyện. Phần diễn tập thực binh đánh địch đổ bộ đường biển và đánh địch tiến công vào làng đã bám sát phương án kế hoạch đề ra. Quá trình thực hành diễn tập hành động của các phân đội trong các giai đoạn chiến đấu có sự phối hợp thống nhất, ý thức định tình, kỹ năng chiến đấu của các phân đội, hành động của chiến sĩ trên chiến trường thể hiện tính quyết liệt, khẩn trương, dũng cảm và chính xác trong quá trình chiến đấu, quyết tâm tiêu diệt địch từ những loạt đạn đầu tiên, đảm bảo sát đúng với yêu cầu nhiệm vụ mà Ban chỉ đạo diễn tập tỉnh và Bộ chỉ huy quân sự tỉnh đặt ra. Được sự quan tâm của Bộ chỉ huy quân sự tỉnh, lực lượng tham gia diễn tập của huyện Quảng Điền với quân số rất lớn, đặc biệt có sự tham gia của lực lượng tiểu đoàn 3 tăng thiết giáp, lực lượng trung đoàn 6. Trong quá trình chiến đấu đã phát huy chức năng công tác hiệp đồng để đánh thắng mọi kẻ thù xâm lược. Và qua cuộc diễn tập lần này, chúng tôi có thể khẳng định rằng lực lượng bộ đội địa phương có thể làm chủ tất cả các trận đánh. Qua cái kết quả của đoàn diễn tập này thì cũng đã tăng cường cái tiềm lực
tiềm lực của cái lực lượng vũ trang của địa phương là cái thứ nhất. Cái thứ hai là cũng qua cái diễn tập thì cũng tăng cường cái ý thức, cái nhận thức, giáo dục cái tình yêu nước của đối với lực lượng cán bộ, công chức viên chức rồi lực lượng vũ trang trên địa bàn. Và cái qua cái cuộc diễn tập này thì chúng tôi cũng nhận ra được nhiều vấn đề, rút được nhiều kinh nghiệm để phục vụ cho cái việc phát triển kinh tế xã hội gắn với cái vấn đề an ninh quốc phòng của địa phương. Sau gần 3 ngày đêm thực hành diễn tập, cuộc diễn tập khu vực phòng thủ huyện và diễn tập chiến đấu phòng thủ xã thị trấn huyện Quảng Điền năm 2021 đã thành công tốt đẹp, đạt được mục đích yêu cầu đề ra, đảm bảo an toàn tuyệt đối về người và vũ khí trang bị. Thông qua diễn tập, góp phần nâng cao nhận thức trách nhiệm của cả hệ thống chính trị trong xây dựng và hoạt động của khu vực phòng thủ, trình độ khả năng chiến đấu của lực lượng vũ trang huyện nâng lên một bước mới, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình hiện nay. Đến đây, chương trình thời sự trưa của Đài Phát thanh và Truyền hình Thừa Thiên Huế cũng xin được kết thúc. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.